Nè, cho mày 10 ly trà đá luôn nè. Không đi à? Đó, thua. Ờ, em ơi. Ờ, gì anh? Cà phê với 3 ly trà đá. À, rồi rồi, anh đợi em tí. Đi đi, tối nay lâu lâu mới có dịp mà. Bệnh. À, anh ơi, cho em gửi ly cà phê của mình nha. Ủa, nãy kêu thêm 3 ly trà đá mà. Sao có ly vậy? Này anh thông cảm giùm em, bên quán có quy định là một ly cà phê thì tặng một ly trà đá thôi à. Trời ơi, hai ly trà đá có nhiêu đâu mà. Dạ, anh này do quy định bên quán á, anh thông cảm giúp em. Tại vì giờ em đưa anh cũng được á, nhưng mà đưa cho anh xong em bỏ từ túi ra nó tội cho em. Anh thông cảm giúp em nha. Có hai ly trà đá cũng kỳ kèo tính toán nữa. Dạ, anh này quy định bên quán á, anh thông cảm giúp em với. Rồi hai ly cà phê nhiêu? Dạ, hai ly của anh là 30.000 ạ. Nè, hai ly cà phê nè. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. À, từ. Dạ, sao anh? Ly trà đá nhiêu tiền? Dạ không, trà đá miễn phí anh. Nè, cho mày 10 ly trà đá luôn nè.